giùm em nha. Ở đây là ấp 3 Hội Nghĩa, Tân Nguyên, Bình Dương nha mấy anh mấy chị. Đó mọi người thấy không? Bị á, dương tính như vậy nè, dương tính như vậy nè, bà con cô bác người ta đông cỡ này nè mà nhốt người ta trong một cái chỗ như vậy nè, mấy anh mấy chị coi á, con người sống được không? Mấy anh mấy chị có người thân bạn bè á, anh em dòng họ mấy chị á, mấy chị coi thử ơi, ở như vậy nè rồi khỏi bệnh được không? Khỏi bệnh được không? Còn hơn là một cái bãi rác nữa. Đó, mọi người coi đi nè. Trong khi đó trường học thì không cho người ta ở, bệnh viện giả chiến không cho người ta ở. Đó, một cái chỗ như vậy nè, không có chỗ ỉa, không có chỗ ngồi ăn, không có chỗ gì hết. Nằm nghỉ thì nằm gần cái bãi rác gì nè. Đó, mọi người coi đó. Đó, bây giờ nhốt người ta lại nữa, lấy gào sắt gào người ta lại, không cho người ta ra cửa nữa. Nè mọi người coi nè, bao nhiêu con người ta đó đó, bao nhiêu con người dương tính đây nè, bắt ta nhốt ở trong chỗ này nè. Đó, rồi hết bệnh được không?